Trước mắt các bạn là Pioneer X636 như cái tiêu đề mình nói. Hãy quên đi, hãy không, các bạn nghe cái âm ly này thì các bạn quên luôn cái âm ly Pioneer SA7800 hay là mã. Tại vì cái con này là một cái dòng mà giá rẻ hơn, chất âm chắc chắn mình cam đoan với các bạn là hay hơn 782 la mã rất là nhiều. Thì SX636 nó nằm trong cái dòng âm ly mà có tích hợp radio hay còn gọi là âm ly receiver. Kích thước của nó cũng rất là lớn, chiều ngang của nó đến 46 lần. Vỏ gỗ đẹp sang trọng, một dãy đèn radio sáng xanh, hai cái đồng hồ VO. Hai đồng hồ VO này không giống như của 78, nó chỉ hiển thị cái tần số của sóng radio thôi. Và mặt phay nhôm rất là đẹp, rất là sang trọng, thể sò sát. Con này có thể đánh những cái dòng Pioneer, ngay cả 99A đánh cũng rất là hay. Và nếu các bạn có loa Mỹ như JBL AR thì cũng rất là tuyệt vời. Giá của nó chỉ 8,5 triệu thôi. Và lát nữa bạn nghe thì sẽ biết vì sao mình lại nói là quên đi 7800 la mã, chơi con này tốt hơn. Rồi thì mình quay gần lại cho các bạn xem cái mặt tiền của nó rất là đẹp nha. Từng cái nút đều rất là bóng bẩy, đồng hồ rất là sáng, radio FM được 108, AM được 1600, vậy là bắt được tất cả các đài ở Việt Nam nhé. Rồi bây giờ mình sẽ test nha. Ok. How they dance and
said, "We haven't had that spirit here since 1969." And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, "Welcome to the hotel." Such a lovely face. They're living up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your lullabies. Mirrors on the ceiling, deep champagne on lights. And she said, "We are just prisoners here of our own device. In the master's chamber, gather for the feast. Standing with their steely life, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax," said the nightman, "we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave." Xong cái bao nia SX636 hoặc là có nhu cầu SX636.